chưa? Mưa quá anh em ạ. Năm nay giỗ cụ đúng là ngày mưa. Kiến xương năm nào giỗ cụ cũng vào ngày mưa. Đấy. À, giám đốc hôm qua trốn về với vợ rồi. Hôm nay vợ có cho đi không? Mưa to quá anh em ơi. À, năm nay có nhiều huyện giỗ và thời tiết đẹp, nhưng mà ông Kiến Xương năm nay giỗ vào cái thời tiết xấu. Ông Kiến Xương thì hơi đen, là năm nào cũng đến mưa. Năm nay thì cũng chỉ có bát hương với quả trứng thôi. À, bát cơm với quả trứng thôi chứ không có bàn gì. Ngon chứ sao? Hỏi anh Vinh. Mưa to quá. Bát cơm, bát cơm. Rồi hôm nay chỉ có bát cơm với lại quả trứng thôi. Quên, bát hương thì nhầm. Này, có này, chuyện này, này, nó quay, có này, form nó đẹp này. Có nhưng mà, bán cái bán mà dưới là 6-7 rồi, thế là nó hơi chuyện, nó hơi chuyện. Form đẹp lắm, nhìn nít nó đẹp lắm. Mà nó là 5 dưới. Mưa to quá. Loa để ý gì, loa mưa cũng được sao? Từ nãy chưa mưa đấy em ạ. Bây giờ đợi hàng kê kia là nó mồm. Nam Định có mưa không Thắng ơi? Hôm nay giỗ cụ chúng tôi ở dưới Kiến Xương thì trời thương nên trời đổ mưa, trời thương trời nhớ trời đổ mưa. Giỗ cụ hôm nay thì cũng nằm nhỏ thôi, không nằm to như mọi năm. Năm nay giỗ cụ làm nhỏ chứ không mời nhá. Không ơi, chung gọi gì ạ? Làm gì có chuyện bắt đồng nát hả Duy ơi? Nam Định không mưa, Tiền Hải không mưa, Kiến Xương mưa. Chứng tỏ các cụ nhà này hiển linh hơi ác.
làm sao chuyện bắn vào màn xúc em đây, không vấn đề gì, bắn vào nó lại khô mà. Ok, tổ chức đi rồi với anh em về Nam Định giao lưu. Thắng ơi, alo, vâng, chương trình giao lưu của câu lạc bộ mà. Ôi giời, nhà có điều kiện ai nhà ấy không? nhà tờ tờ đó nhá. Đó à? Cho họ họ ai nhỉ? Họ ai nhỉ? Xin rồi. Và cái máu đấy. Cứ nhúng nước mưa này, nhà có điều kiện chưa? Hỏi thăm thôi, nhận hỏi thăm thôi. Vâng, chứ không viếng, chứ là răng chứ không viếng. Dỗ cụ hôm nay là làm bé có bát cơm với quả trứng thôi. Okay. Không sợ mưa rơi. Một khi đã gọi là dân chơi thì không sợ mưa rơi anh em nhé. Ai đâu được sang giúp. Rồi. Thầy chú mày nhớ. Thấy chưa? Kiến xương hôm nay là các cụ hiến linh. Giờ nó mưa. Một năm ông ba mà cứ mưa này cũng phạn hết. Loa này tiêu chuẩn chịu mưa chịu nước của nó là IP65 nhá, IP67, IP68 là tiêu chuẩn cao hơn, IP65 là mình có thể dùng ngoài trời được rồi. Tiêu chuẩn cao nhất là IP68 là tiêu chuẩn của Mỹ là có thể nhúng nước được.
Ở độ sâu hình như 1 mét thì phải. Đấy chưa? Ốc ác tất cả bằng inox rồi. Ở cái tư thế này này nước không thể ngấm vào bên trong được. Chỉ sợ là nước nó ngập thôi, ngấm vào được. Mỗi cái sương mưa rồi, thì hôm nay dỗ cụ là cụ về em ạ, chứ còn Tiền Hải cũng tạnh, Thái Thụy tạnh, Nam Định cũng đang tạnh, nắng vỡ đầu cũng được. Đúng rồi, ăn chơi là không sợ mưa rơi. Các cụ thương lắm, năm nay mặc dù là làm nhỏ có bát cơm với quả trứng thôi nhưng các cụ thương lắm, cũng cùng các cụ về. Đấy, Mr. cũng chịu nước luôn nhá. Rồi, rồi, rồi. Đấy. Mô hình là loa Phil 1202, gồm có 1 bát 3 tấc, 2 loa tép, còn loa súp là 2 bát 5 tấc, côn 125. Đúng. Vẫn cá thả đi. Ở Thái Bình Kiến Sương nó mới rất to. Đổ nước rồi, đổ thân rồi. Anh Chú ơi, có dây điện đây không á? Có dây điện không? Có dây điện không? Dây điện ở đây này. Không. Mẹ giật cái loa mà. Hả? Điện đây à? Cắt rồi. Điện cũng chịu nước luôn. Mở cái loa, anh em bảo mở cái loa lên. Anh cứ mở lên. Mở nhạc lên. Bây giờ mở đâu thôi? Hả? Mời anh em nghe nhạc. Ra đâu thì ra đi. À này, cái nốt rồi em. À nốt đấy rồi. Đây mà được. Nối.
Có lên. Mày đặt gì đây? Chưa có anh ơi. Đâu nữa, alo chưa? Chưa có đâu. Bây giờ. Bây giờ rồi. Lô lô. Ơi mưa rừng hạt mưa như nhỏ mưa tiền. Chào anh Nhường nhá. Biết đâu mai lại bỏ anh đi hát một bộ bạn tắm loa. Rồi kêu rồi. Alo 1 2 4 alo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ôi nói không nên lời để tặng niềm yêu mến ai. Phút gần vui này thôi, khuya nay anh đi rồi, tay nắm tay không rời, mặt ngắm xa chân trời, mặt lòng muốn kiếm xây dựng.
chịu đớn miêu thế nó máu chứ. Loa phải che đấy trời. Thì nó làm gì? Đấy mới gọi là ngọc toe. Anh nghe lời tốt thì xây đắp thay người. Trời mưa mà lại phải che nó gì. À, đang mưa lớn này. Loa này anh phân phối luôn em ơi, loa Phil, hãng loa Phil là anh phân phối luôn nha.
được thì phải che, nó chịu được thì cứ để đấy cho che làm gì.
không việc gì em nhá. Loa này nó chịu nước được mà. Mến là đừng có nhúng nước thôi, chứ còn nước mưa là trời mưa là thoải mái. Vẫn đang chơi tật ga đấy. Đang mưa đi Phương ơi. Năm phân $3,500 một đôi, loa súp là 24 triệu một đôi. Điện nó giật rồi, cháy hết lông rồi em ạ. Đây là đánh hai cái loa giữa và loa trên cùng và dưới cùng là không đái hút đấu nha, không chạy được. Nhiều tên sắc thêm màu, mỗi lo thương nhau.
này nó là hiệu quả em ơi. Anh mỗi bên có một đôi phun và một chiếc súp một vé đấy. Nặng 23 kg một chiếc, hai tay hai chiếc sách chạy nhanh hơn trộm chó được. Bán luôn. Em nói anh 2-3 triệu 500 đi. Ê, không có tin không trả lời khách. Thôi nhá, chào bà con nhá. Tạm dừng tí cho anh em còn hò hét triển khai cái máy. Tí làm dỗ cụ.